Hello, Long xin chào. Chào cô chú anh chị em, chào tất cả mọi người buổi sáng. Hôm nay Long làm đúng này nè, để trồng bắp cải ha. Ở đây thì Long có bỏ ít phân bò rồi nè. Đó, thì cách Long trồng, trồng kiểu như là ở nhà ăn, trồng để thư giãn, chứ không phải trồng để kinh doanh hay là trồng để buôn bán, cho nên là nó không có làm theo kỹ thuật của người ta. Đó, làm cách của Lon làm thì bỏ phân bò nè, móc lỗ lên nè, bỏ phân bò nè, xong rồi cái bỏ một ít, cái đây là phân gà, gà cho cháu, nó bỏ một ít rồi trộn lên, rồi mình trồng cái cây bắp cải xuống thôi. Đó, như vậy là mình trồng được rồi. Thank you.
Rồi thì hồi nãy giờ đang trồng rau, tưới nước xong rồi nè. Cho mọi người xem ở bên đây thì cải bên đây là cải gỗ ha. Đó, trồng chưa có đầy. Để bữa nay mua giống thêm trồng cho nó đầy cái hàng đó. Còn cái hàng đây là bắp lơ. Nó cũng còn 4-5 cây và cũng vẫn còn thiếu. Rồi bên đây thì cải dưa này thì ăn rồi. Ở nhà nó ăn rau, nói chung là người ở bên người Đài Loan á, họ ăn rau nhiều lắm luôn. Bữa cơm nào á lên cũng có 2-3 món rau gì đó. Món rau xào, nấu canh, luộc. Nói chung là bữa cơm nào cũng phải có rau ha. Còn đây là cải dưa nữa nè. Cải dưa thì mình trồng đây để gói đầu, để có cải mình làm dưa hay là mình xào rồi ăn. Còn cái hàng dâu tây của Loan thì nói chung cũng bữa cũng nhổ cỏ nè, rồi bỏ thêm phân bò nè. Rồi đất thì không có xới được, tại vì mình đậy phủ cái bạt này không có xới đất được á. Rồi cũng nước tưới nước thường xuyên. Thì hôm nay nói chung thì cũng lên, cũng đỡ đỡ một chút xíu thôi. Đẹp thì không đẹp lắm. Rồi ở bên đây, cái hàng dâu tây bên đây nó Loan trồng đầy rồi. Bên đây định trồng thêm dâu tây nữa, mà Loan thấy bây giờ đang vô cái mùa mà trồng bắp sú á, bắp cải á, thì Loan không trồng dâu tây nữa mà lấy cái luống đây để trồng bắp cải nha. Bắp cải này thì mình trồng cũng tới Tết ăn nha. Loan trồng một hàng. Còn ở bên đây là củ kiệu, trồng một hàng củ kiệu. Rồi Loan cho mọi người xem cái hàng đây là hàng đậu đũa. Đó, đẹp không, trái quá trời trái luôn. Chia sẻ cho mọi người cái cách Loan trồng sao mà trái nhiều như vậy, từ gốc tới ngọn luôn. Ở nhà thấy gốc từ dưới gốc lên tới ngọn không? Loan ăn được 2 lần rồi ha. Đó, cái mà cách Loan trồng á, ra nhiều trái mà từ gốc tới ngọn như vậy là ngon ngắt ngọn ha. Khi mà cái trồng cây dây đậu mình xuống nó khoảng 3-4 lá, nó lên được 4 lá, hay là khi mà nó vừa quấn lên trên cây, để nó chuẩn bị quấn lên cây, thì Loan ngắt cái ngọn nó đi. Lớt gắt cái ngọn nó đi thì nó đâm những cái nách lá này nè. Nó như những cái nách lá này nè, nó đâm ngọn ra là 3-4 cái ngọn, khoảng 3 cái ngọn, 4 cái ngọn thì tùy mọi người để ha. Đó, còn cách của Loan thì Loan trồng là để 4 cái 4 nách lá như vậy thì nó ra 4 cái đọt. Đó, rồi tới khi mà nó ra bông rồi ha, nó ra từ dưới lên trên luôn mọi người xem. Quá trời trái không? Nó nhanh ra bông nếu mình ngắt ngọn của nó á, nó lại nhanh ra bông hơn nữa. Còn nếu mà mình không ngắt ngọn á, nó ra bông nó sẽ lên tới trên nửa vàng trên đây. Nó lên nửa vàng như vậy nó mới ra bông ha. Mà với lại á, cái nó sung lắm. Nó sung là lá ra rất là nhiều nè. Rồi nó bò lên nó rất là cao luôn. Nếu mọi người mà có trồng đậu đũa á, đậu đũa hay đậu que, nói chung là các loại đậu, thì nếu mà muốn cho ra trái nhiều và từ gốc lên ngọn thì mình nên ngắt ngọt nữa ha, ngắt đọt của nó. Ở nhà Loan hay ăn những cái loại đậu nó như vậy, để nó già quá ăn nó không có ngon, nên là Loan thích ăn những cái trái non non, nó vừa vừa gì là mình ngắt rồi mình hái rồi nè. Đó, đẹp chưa? Nhưng mà cái đậu này á, nó cũng bị chích gù giống như cà chua nữa ha. Thì Loan trồng lên là được ăn rồi, là nó chết bữa giờ cũng 4-5 giây rồi đó. Đây cho mọi người xem cái dây của nó. Đó, nó héo vậy đây nè. Đây, lá nó vàng vàng cái này héo. Là Loan bứng lên Loan thấy cái gốc của nó hả, giống như là bị chết, bị thối thân. Đó, ở trong chính giữa cái gốc của cái thân của nó ha, nó đen đen hết trơn à. Thì Loan nghĩ là đậu này nó cũng giống như cây cà chua, nó cũng bị thối thân gì đó. Cho nên là trước khi trồng thì mình cũng khử trùng đất nhiều vô ha. Còn ở bên đây thì đậu Hà Lan, đậu bo, hai hàng. Nó mới lên thôi, nó bị gầy đeo đó, bị gầy đeo, bị chỉ đeo đó. Mà
mình nói ông xã thì xịt thuốc cho nó, chứ không thì nó quấn gì là nó không thể nào nó lên nổi ha. Còn đây là cái vàng đầu gọc. Rồi hôm nay Loan chia sẻ tới đây ha. Chúc cô chú anh chị em, chúc tất cả mọi người thư giãn vui vẻ và được nhiều sức khỏe ha. Rồi bye bye.